Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Qua trình Invest Mình sẽ chia sẻ với anh chị em về một số cổ phiếu Kết phiên giao dịch ngày hôm nay Sau phiên ATC ngày hôm nay Nó đóng cửa, nó xác nhận Vượt lên xu hướng trong ngắn hạn Thứ nhất là thằng Dabaco Thứ hai là CTS Thứ ba thằng MBB Còn một số cổ phiếu khác nữa cơ VCI thì vượt lên hôm thứ sáu vừa rồi HCM thì vượt lên cũng hôm thứ sáu vừa rồi Đạm Cà Mau thì bắt đầu vượt lên này GVR bắt đầu vượt lên này DigiWall có thể ngày mai, MBS có thể ngày mai, Đạt Phương thì cũng có thể ngày mai, SHS cũng có thể là ngày mai Hôm trước thì mình có chia sẻ với anh em về việc là anh chị em mà muốn mua SHS ấy, thì canh quanh của vùng 14 để mua, khả năng cao là có lợi nhận Đó là một số cổ phiếu mà mình lọc được và cuối phiên hôm nay thì mình cũng giải ngân một phần Hy vọng là phiên ngày mai thị trường nó xuất hiện một phiên xác nhận Câu hỏi mà anh em đặt ra bây giờ đó là khi nào thì thị trường nó xác nhận Thanh khoản ở mức bao nhiêu thì thị trường nó xác nhận. Ngay sau đây mình sẽ phân tích và mình sẽ chia sẻ để gửi tới anh chị em. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh chị em theo dõi video của Quang, lần đầu tiên anh chị em biết đến kênh của Quang thì nhớ để lại cho Quang một nút like và subscribe anh chị em nhé. Không để mất thời gian của anh chị em nữa. Ngay sau đây thì mình sẽ bắt đầu cái phần nội dung chính của video ngày hôm nay. Trước tiên thì về cái diễn biến thị trường chung, điều kiện để vn index ngày mai nó chính thức nó quay lại xu hướng tăng. Thứ nhất là nó cần phải vượt qua cái đường màu xanh anh chị em đang thấy trên màn hình là điều thứ nhất. Thứ hai, nó cần phải vượt qua cái vùng 1236,6 điểm. Khi nó vượt qua vùng điểm số cao nhất của mùng 2 tháng 8, nó cũng chính thức nó lấp xong cái gap gap down được mở ra ngày mùng 5 tháng 8 với gap mở ra là khoảng khoảng 15 điểm so với mức điểm đóng cửa ngày mùng 2 và cái vùng điểm cao nhất của cái phiên mùng 5 tháng 8 thì gap này nó khoảng 15 điểm. Thì ngày mai thị trường ấy nó cần phải tăng tối thiểu là khoảng 5 điểm. Nhưng để thị trường nó xác nhận thì cái mức tăng 5 điểm chưa thực sự được quyết liệt. Nếu như ngày mai mà dòng tiền quyết liệt chảy vào thị trường thì cũng có thể sẽ giúp cho thị trường nó nhanh chóng tiến lên đến 1245, 1250 luôn trong phiên ngày mai. Nếu như mà có dòng tiền tham gia quyết liệt và thị trường nó chính thức nó vượt qua cái đường xu hướng để chính thức quay trở lại cái xu hướng tăng thì cần phải có một phiên tăng mạnh tăng khoảng trên 10 điểm. Ưu tiên là khoảng 15 20 điểm trở lên. Đấy là cái điều kiện thứ nhất và thanh khoản thì nên ở cái mức là khoảng 700 đến 800 triệu cổ phiếu. Nó mà tương đương được so với cái phiên này thì rất là tốt luôn. Đấy là phiên giao dịch ngày mai. Thì khi mà thị trường nó xác nhận trở lại xu hướng thì sẽ có nhiều cổ phiếu nó tăng đồng thuận và kết phiên ngày hôm nay cũng đã bắt đầu có một số cổ phiếu nó thể hiện được cái tín hiệu sớm hơn so với thị trường rồi mình rất kỳ vọng là phiên ngày mai thị trường nó xác nhận trở lại được xu hướng vì sao? Vì thứ nhất là trong cái quá trình hồi phục phiên ngày mai là phiên thứ bảy trong cái đà hồi phục của thị trường để càng lâu của một quá trình hồi phục mà thị trường không có một phiên break lên để xác nhận trở lại xuống thì chứng tỏ là cái đà hồi phục này nó rất yếu Nó gọi là kiểu như là một cái đà hồi phục kiệt sức Nên mình ấy, thì mình phải, phải thấy một cái tín hiệu xác nhận Thì mới yên tâm để giải ngân, để tiếp tục để giải ngân được Cho đến khi mà thị trường chưa xác nhận Thì tất cả những cái vị thế chúng ta mua, chúng ta giải ngân Nó chỉ là ở cái tỷ trọng thăm dò tỷ trọng nhỏ gọi là đánh cà phê thôi vì thị trường nó vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đấy là hai cái điều kiện mà thị trường ngày mai nó cần phải xác nhận Nếu như ngày mai mà không có xác nhận Thì anh chị em đang cầm cổ phiếu, đang có cổ phiếu Thì nên ưu tiên hạ bớt Không tránh được trường hợp nếu như mà không có xác nhận Mà để cái đà hồi phục này đi lên lâu quá Mà trong cái quá trình hồi phục thanh khoản ấy giảm dần Thì rất có thể là một nhịp giảm nó sẽ tiếp diễn Mà hồi lâu như này mà không có xác nhận Thì khả năng là khi nó giảm là sẽ giảm phá đáy Tiếp tục giảm phá đáy luôn ấy. Vì tuần này là tuần đáo hạn phải sinh không có xác nhận thì khả năng là cuối tuần sẽ có biến động mạnh từ thị trường nó mang lại anh chị em nhá. Còn anh chị em mà giải ngân hôm nay rồi cũng chưa phải quá lo lắng nếu như trong điều kiện trong trường hợp mà thị trường nó không có xác nhận thì cũng có thể nếu như mà không có xác nhận thì phải từ sang phiên từ năm tới ấy, thì thị trường nó mới có biến động mạnh hoặc là sang phiên từ sáu tới cuối tuần ấy, cũng chính là phiên đáo hạn phải sinh. Thì em chú ý cho mình những cái thông tin như vậy để nếu như mà có giải ngân mua gì thì trước tiên là phải nhìn kỹ theo dõi kỹ diễn biến thị trường nó có xác nhận hay không, có xác nhận ngày mai thoải mái mua. Đầu phiên mà anh em thấy một số cổ phiếu nó xác nhận vào xuống, thị trường bắt đầu tăng vôn dần, thanh khoản tăng dần. Anh em thăm dò trước đầu phiên. Sang phiên buổi chiều mà anh em thấy là giá nó vẫn giữ tốt, nó vẫn hoạt động tích cực thì anh em có thể gia tăng tỷ trọng vào phiên chiều anh em nhé. Tránh phun tỷ trọng, tránh mua hết trong một lần để tránh trường hợp à, nếu như lỡ, lỡ mà cổ phiếu lỡ thị trường nó hoạt động không như kỳ vọng, nó kéo cả phiên rồi cuối phiên nó úp cho chúng ta phát giống như cái phiên này này. Không tránh được, không chạy được thì anh chị em giảm thiểu được thiệt hại đáng kể với những cái điều đầu tư sai mà cổ phiếu mà thị trường nó hoạt động không như kỳ vọng của chúng ta anh chị em nhớ đấy là cái đánh giá của mình về vận động của thị trường chúng ta cần phải theo dõi kỹ cái diễn biến thị trường ngày mai phiên ngày mai là thành hay bại là nhờ phiên ngày mai đấy bại là tại phiên ngày mai đấy tại phiên ngày mai nó không có xác nhận là khả năng cao là thị trường nó sẽ tiếp diễn một cái nhịp giảm nữa nên chúng ta cần phải cẩn trọng còn nếu như ngày mai mà có xác nhận quá tuyệt vời luôn thì khả năng thị trường lại sẽ tiếp tục tiến lên đến vùng này, này khả năng cao nếu như ngày mai mà có xác nhận thì khả năng là sẽ tiến lên đến vùng này thì thị trường nó sẽ đánh theo kiểu này nếu như mà ngày mai mà có xác nhận nhá đánh sẽ theo kiểu này tiến lên đến 1,2,50 cộng trừ này sau đó test lại sau đó mới hướng lên nó sẽ cần kiểm tra lại cái vùng này thì vùng này rất nhiều nhà đầu tư kẹt hàng ở đây này mua ở đây nhiều quá mua thăm dò ở đây nhiều quá thì lên đến đây sẽ nhiều nhà đầu tư có tâm lý bán để về bờ anh em nhé còn những cổ phiếu mà vừa rồi mình chia sẻ với anh chị em tại sao là kết phiên ngày hôm nay nó lại xác nhận nhận diện nó như thế nào thứ nhất là thằng Dabaco đối với thằng cổ phiếu Dabaco nó cũng có một cái vận động nó khá là tương đồng so với thằng Đức Giang ở đây này anh em để cho mình nhé đây này anh em thấy không anh em thấy giống không này để mình bật với anh chị em nhá Dabaco này anh em thấy giống không khá là giống nhau luôn này thì phiên ngày hôm nay ấy, phiên ngày hôm nay của cái thằng Dabaco ấy nó đang có những nét tương đồng có thể là giống cái phiên này cũng có thể là giống với phiên này này có thể là giống một trong hai phiên này, này. Mình thì mình thấy nó là nó giống phiên này của thằng Đức Giang hơn. Nó vừa có một cái vận động test lại, test lại đến 3 lần, test lại đáy này, nâng dần đáy lên này. Anh chị em mà chưa có cổ phiếu này, ngày mai có thể giải ngân đầu phiên thăm dò trước ở quanh vùng này để lỡ chẳng may phiên ngày hôm nay nó giống như vùng này và nó test lại thêm, test lại thêm nhịp nữa sau đó mình hướng lên. Thì anh chị em cứ thăm dò quanh ATO ngày mai. Ngày mai anh chị em cứ đặt lệnh ATO thăm dò trước thằng Dabaco đầu phiên quanh cái vùng 27 5 đến vùng 28 cộng trừ đầu phiên thăm dò trước như ở cái vùng này thì cái thằng Đức Giang từ cái lần tạo đáy lần thứ nhất đến cái vùng này này thì nó kéo dài khoảng 17 phiên còn ở cái vùng hiện tại của thằng Dabaco thì nó đang kéo dài 14 phiên nó chênh nhau có khoảng mấy phiên thôi nhưng nếu như ngày mai mà thằng Dabaco tiếp tục hướng lên mà đặc biệt là thị trường ngày mai mà kéo lên ý, thì khả năng là thằng Dabaco sẽ kéo lên luôn nên anh chị em mua ngày mai mua ATO ngày mai ý, khả năng là vẫn kịp hàng về trong trường hợp mà thị trường nó không xác nhận anh em nhé nên đây là cổ phiếu đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em trong cái video ngày hôm nay anh em chưa kịp mua hôm nay thì có thể giải ngân ở phiên ATO đầu phiên ngày mai 9 9h giờ đến 9 giờ 15 ấy đấy là thằng đa baco là thằng cổ phiếu thứ nhất thằng CTS là cái thằng thứ hai cổ phiếu này thì nó có thể coi đây là một cổ phiếu nó có vận động vai đầu vai ngược một cái mẫu hình nhỏ ngắn hạn kết phiên ngày hôm nay thằng này nó đánh rất khéo luôn vì thanh khoản của nó nhỏ nó phải đợi đến kết phiên nó mới xác nhận Vì sao? Cái đường xu hướng đóng cửa ngày hôm nay của nó là 36.6 Kết phiên nó đóng cửa 36.7 Anh em thấy nó đánh khéo Trước phiên ATC thì nó còn có cái giá là 36.45 Nên mình phải để ý kỹ thằng này Mình phải để ý nó từ 2 giờ cho đến khoảng 2 giờ 40 Mình mới dám hướng nghĩ anh em tham gia Thì cũng hy vọng là thằng này nó không đánh phũ như là FTS hôm trước rũ Hôm trước thì mình cài cái thằng FTS cái biên stop loss nó hẹp quá nên nó rũ mất anh em rũ mất mình cũng như anh em thằng cds nếu như mà ngày mai ấy, ngày mai mà nổ lên luôn ấy thì khả năng thầy nó không có rũ lại đâu thanh quả nhỏ như này ngày mai mà nổ lên ấy thì tuyệt vời luôn đấy và mình đang kỳ vọng là hướng lên đến vùng 39 đến 39.5 hướng lên đến cái gáp này cái mức giá cao nhất của cái phiên mở gáp mở gáp đau này quanh vùng này thôi quanh vùng 39 đến 39.5 thôi thì từ vùng ATC ngày hôm nay đến cái vùng 39 đến 39.5 ấy thì khoản lợi nhuận nó khoảng 7 đến 10%. Đẹp thì nó kéo dướn lên đến quanh 40. Mình thì mình hy vọng đến vùng này. Đây là đến vùng này nè. Và sau này nếu như mà thị trường ổn hơn một chút nó sẽ hình thành một cái mẫu hình vai đồ vai ngược lớn hơn một chút. Thì uh, sau khi hoàn thành hoàn thiện xong cái mẫu hình lớn này thời gian tới nó mới có khả năng nó trở lại con sóng được. Thì uh, thời gian vừa qua thằng này nó cũng rũ, nó cũng rũ khá là mạnh rồi. Nó rũ khoảng hơn 30%. Nó giảm hơn 30% rồi. Nó tương đương với cái nhịp giảm thằng VCI ở đây Đây cũng chính là những cái lý do Đây cũng chính là cái yếu tố Để mình giải ngân lại Cái thằng CDS ở ngày hôm nay Vì thấy là những cổ phiếu như VCI nó giảm sâu rồi Nó giảm về hẳn cái nền bên dưới này là Tương đương ấy Cái mức giảm là tương đương Thằng CDS giảm về đây ấy. Vì ở đây là cái nền nền đỡ phía trước ấy Thì thằng VCI nó giảm về đây rồi Nên khả năng là thằng CDS nó giảm về đây là khá là thấp Khá là thấp Giảm tiếp được về 28 khá là thấp nên có thể là cái cái vùng 32 cộng trừ là cái vùng đáy của nó rồi. Lấp xong cái gáp ở đây này. Đây này để mình kéo cho anh chị em xem. Nó về quanh cái vùng này, cái vùng hỗ trợ khá là cứng theo Fibonacci. Nó được cái vùng này nó đỡ và sau đó nó rất nhanh chóng nó hồi phục đi lên này này. Thì mình đánh giá là khả năng cao rằng CTS ngày mai nó sẽ bùng nổ ngay đồng thuận với thị trường trong điều kiện mà thị trường bùng nổ bước hướng lên anh em nhé đấy là cổ phiếu thứ hai mình muốn chia sẻ với anh chị em nếu như anh chị em chưa có cổ phiếu này thì ngày mai có thể đặt cái lệnh ATO đầu phiên kỳ vọng nhá bây giờ phải chấp nhận nếu bây giờ anh chị em kỳ vọng là ngày mai break lên ngày mai bùng nổ lên bây giờ chúng ta phải kỳ vọng thôi thì anh chị em mua ở đầu phiên ngày mai thăm dò trước ATO đầu phiên ngày mai nếu như mà sau đó nó tiếp tục tăng mạnh anh chị em gia tăng vào gần cuối phiên sau đấy là với thằng CDS trong trường hợp mà cuối phiên hôm nay anh chị em chưa kịp tham gia anh em đấy là cổ phiếu thứ hai mình chia sẻ với anh chị em. Cái thằng thứ ba kết phiên ngày hôm nay nó chưa xác nhận nhưng mà khả năng cao là ngày mai nó sẽ xác nhận. Ngày mai anh chị em mua thằng này nó lại hợp lý hơn nhá. Ngày mai mà anh chị em mua thằng MBS nó lại hợp lý hơn, anh chị em biết vì sao không? Anh chị em biết vì sao mình lại chia sẻ mình lại phân tích với anh em là ngày mai anh em mua lại hợp lý hơn không? Thứ nhất ý, là ngày mai nó xác nhận lên nhá. Thằng nó mở cửa từ 9 giờ. Nên anh em mà muốn mua MBS thì phải mua ngay từ 9 giờ. này nó ở sàn HNX nên giao dịch ngay từ 9 giờ giao dịch liên tục từ 9 giờ không có ATO này nó chỉ có ATC thôi thì trong trường hợp mà anh chị em muốn mua ngay thằng MBS thì anh em phải mua ngay từ 9 giờ mà khả năng cao là ngày mai thằng này nó vượt lên 30 luôn 30.1 đang là cái vùng cản mà nếu như vượt qua nó sẽ xác nhận trở lại xu hướng ngày mai là ngày giao dịch không hưởng quyền của thằng MS chia tỷ lệ 41 anh em có 100 cổ phiếu anh em được quyền mua thêm 25 cổ phiếu với giá 10.000 đồng một cổ phiếu anh chị em mà ngày hôm nay mua hoặc đã đang cầm MBS xong ngày hôm nay hôm nay chưa bán là ngày mai bắt buộc phải thực hiện quyền nhưng mà không phải nạp tiền ngay ngày mai nó đều có thông báo thời gian thực hiện mua này là bắt đầu từ ngày 21 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 9 nếu như anh chị em muốn chuyển nhượng ấy là phải chuyển nhượng từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 anh chị em nào mà mua ngày hôm nay nhá là bắt buộc là phải thực hiện quyền anh em mà không thực hiện quyền là anh chị em lỗ kép đấy vì sau khi phát hành ngay phiên ngày mai là giá cổ phiếu nó đã điều chỉnh rồi nên không có chuyện là anh chị em không thực hiện quyền là không sao đâu anh chị em mà không thực hiện quyền là chủ doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi sẽ được nhận lại cái phần cổ phiếu đó để mua lại với giá rẻ giá 10.000 đồng một cổ phiếu ấy MBS nên anh em mà đã lỡ mua ngày hôm nay đã lỡ đang cầm bắt buộc phải thực hiện quyền với thằng MBS anh em nhé còn ngày mai mà anh em mua là không phải thực hiện quyền đâu ngày mai giá đã điều chỉnh rồi ngày mai mà anh em mua thì không được hưởng quyền gì cả mình thì mình không ưu tiên mình không ưu tiên nhận quyền và thằng ngày hôm nay thì nó cũng chưa xác nhận trở lại xuống ngày mai mà xác nhận vượt lên xuống anh em cứ múc đầu phiên thôi không phải những quyền gì đâu ngoài ba cơ hội mà mình ưu tiên nhất với anh em thứ nhất là thằng Dabaco thứ hai là thằng và thứ ba là thằng MBS thì còn một vài cổ phiếu khác mà anh em cũng có thể chú ý thứ tư đó là thằng BVS thằng này thì xét về cái mức độ ưu tiên thì nó ngang ngang so so với thằng MBS ấy. Kết phiên hôm nay nó cũng đóng cửa cao nhất phiên nó tăng khoảng 1,66 nhưng mà nó chưa vượt lên được xu hướng ngày mai mà vượt lên được cũng là rất tốt rất tích cực ngày mai đầu phiên nó vượt lên anh chị em cứ thăm dò trước đầu phiên được ngoài ra thì có thằng mới B hôm nay cũng bắt đầu vượt lên xuống này. Anh em mua thì cũng có thể mua hôm nay hoặc là đầu phiên ngày mai nếu như thấy nó nó chưa tăng ngay đầu phiên ngày mai anh em có thể thăm dò trước thôi. Thăm dò để tránh trường hợp nó hoạt động tương tự giống như thằng đây này, giống như là Techcombank ở đây này. Nó có những phiên nhá, nó có những phiên nó vượt lên xuống, sau đó phiên hôm sau ấy, phiên hôm sau thì lại rũ và rũ rung lắc mạnh này để tránh trường hợp nó tương tự như này. Thì nếu như mà anh chị em có mua thì thăm dò quanh cái vùng 23.6, 23.7 thôi mua thăm dò mua tỷ trọng nhỏ thôi tuy nhiên nếu như anh em bảo thăm dò những cổ phiếu dạng như mbb thì anh em nhớ cài cho mình cái lệnh stop stop loss ấy là quanh vùng giá 23 anh em mua thăm dò và khi nó thủng 23 thì anh em cũng chỉ lỗ khoảng chưa tới 3% chưa tới 3% trên một cái vị thế và so với tổng NAV thì nó rất là nhỏ thôi nó chưa tới 1% đâu nó chỉ rơi vào khoảng 0,3 0,4% thôi một cái khoản lỗ rất là nhỏ chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được coi đây là cái chi phí cơ hội anh em nhé đức giang vậy, đức giang thời gian tới thì có thể nó sẽ vận động theo hướng này này, có thể nó sẽ vận động theo hướng này này, sau đó nó lên ý, thì anh chị em đợi cái quá trình tái tích lũy sau này này, hoặc là nó cũng đánh tương tự giống như đa Bắc Cô ở đây này, thì anh chị em chờ ừ. thêm, chờ nó tái tích lũy, chờ nó tích lũy xong, tích lũy thêm anh chị em tham gia, chưa muộn đâu, anh em nhá. còn lại cái nhóm bất động sản thì mình thấy nó hoạt động hơi yếu, những cổ phiếu như phát đạt thì thấy nó đang kiểu đang siết chặt ở vùng đáy. Hy vọng là khi thị trường mà nó xuất hiện phiên break thì sẽ kéo những cổ phiếu này nó đảo chiều, nó hồi được một nhịp để những anh chị em còn đang kẹt vào những cổ phiếu này đỡ áp lực nhưng mà mình thấy vận động những cái nó đang hơi yếu, nó đang hơi liệm đi, nó kiểu tư tự, tự như vùng này này, nó siết chặt lại vùng đấy thì thường siết chặt lại vùng đấy và sau đó lại hay có cái quá trình nó hay có diễn biến nó tiếp tục nó giảm. Mình thì mình không ưu tiên mua mới những cổ phiếu này, nó đang vận động kiểu nó đang tích lũy lại ở đấy. Trừ khi xuất hiện một phiên xác nhận đảo chiều, một phiên bếch ngược hướng lên với thanh khoản lớn, tăng mạnh, có thể tăng trần, ưu tiên tăng trần. Thì nó mới vẽ ra một cái tương lai sáng sủa hơn, nó đỡ ảm đạm hơn như thế này. Anh chị em nhé. một số cổ phiếu khác như là SSI này hôm nay cũng bắt đầu đã xác nhận, quay trở lại xu hướng rồi đấy. Thì có thể những cổ phiếu như VX sắp tới nó cũng sẽ tích cực hơn một chút, ORS có thể sẽ tích cực hơn một chút này đang test lại đáy này hay là AGR những cổ phiếu nhóm chứng ấy với cái tín hiệu này thì có thể thời gian tới nhóm chứng khoán nó sẽ xuất hiện một cái nhịp hồi phục. Còn để nhóm chứng khoán thời gian tới nó vào con sóng tăng mạnh thì hơi khó. Cái sóng này mình kỳ vọng là sóng hồi phục của nhóm chứng khoán thì nó vẫn sẽ giúp anh em mang lại lợi nhuận. Ví dụ có thằng biết ai và thằng FTS nó tăng được một nhịp trước đấy. Anh em nào mà bắt được đáy hay là bắt được từ khi nó vượt lên xuống thì khoản lợi nhuận hiện tại nó khoa đang khoảng cộng trừ 5 phần trăm như FTS và biết ai biết ai thì khoản lợi nhuận từ khi nó vượt lên xuống là nó rơi vào khoảng khoảng 8 phần trăm thì nó bắt đầu giúp anh em mà kịp thời mua những cổ phiếu này là cũng bắt đầu có lợi nhuận anh em nhá mà san sắp tới cũng có thể sẽ lên nó đang dần hình thành một cái mẫu hình hai đáy ngắn hạn này có thể nó sẽ test lại vùng này sau đó thời gian tới là sẽ đánh hướng lên này. anh em nhá nếu như mà trong video mà mình phân tích chưa có cổ phiếu anh em yêu thích anh em có thể comment ở bên dưới mình sẽ phân tích và mình sẽ gửi anh chị em hoặc anh chị em có thể inbox e thẳng qua số điện thoại trên màn hình anh em nhớ nếu như trong thời gian vừa qua anh em đầu tư chưa hiệu quả chưa có cái đích hướng cho tương lai trong thời gian tới chưa biết cổ phiếu mình đang cầm liệu thời gian tới nó có hồi phục lại hay không và nếu như anh em yêu thích cái phương pháp đầu tư của mình và muốn về đồng hành cùng với mình thì nhớ làm theo ngay cái hướng dẫn trên màn hình rất có thể là phiên ngày mai, thị trường sẽ cho chúng ta cơ hội để giải ngân cái tín hiệu xác nhận để tham gia vào một số cổ phiếu. Thì khi mà anh chị em ở trong cái zoom khách hàng của mình, anh chị em sẽ nhận được cái tín hiệu mua sớm để tránh bị mua FOMO, mua đuổi. Đặc biệt là với cái diễn biến thị trường, nó đang vận động rất là khó lường. Nhiều khi mua cổ phiếu vượt đỉnh, sau đó hàng về là lỗ. Thị trường yếu, anh chị em mua vượt đỉnh nó gặp rất nhiều rủi ro anh chị em nhé và anh chị em theo dõi video đến giờ phút này anh chị em nhớ để lại cho mình một chút like và subscribe cùng với việc anh chị em có thể share video này đến những người anh chị em đang quan tâm để giúp mọi người có thêm cái cơ hội để đầu tư để giải ngân và góc nhìn về thị trường anh chị em nhé cảm ơn anh chị em đã theo dõi